Hello everyone. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với tiếng Anh 7 ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta học vẫn tiếp tục là về films, ok? Today we are going to learn unit 8 films. Lesson 5 skill 1. Ok? Now let's start. Tìm hiểu những thông tin về bộ phim này nhá. Do you know who the actor and actress in the picture are? Em có biết là diễn viên nam và diễn viên nữ ở bộ phim này tên là gì không? Ok, nào. Họ chính là, đây chính là nam tài tử điện ảnh rất là nổi tiếng ở Hollywood, Leonardo DiCaprio. Và diễn viên nữ chính là Kate Winslet. You know what song was sung in Titanic? Đây là bài hát rất là nổi tiếng và giành rất là nhiều giải thưởng lớn. Đây là một bộ phim giành nhiều giải thưởng Oscar nhất ấy. Và sau đó là cả đạo diễn rồi diễn viên rồi cả bài hát đều giành những giải thưởng rất là lớn và rất là trang rất là cô dùng cái từ gì nhỉ? Rất là danh giá. Bộ phim này sử dụng bài hát My Heart Will Go On. Các bạn có thể lên YouTube đánh cái bài hát này ra, nhưng bài hát này rất là hay, rất là cảm động. Chúng ta sẽ đến phần đầu tiên của bài hôm nay, để Part A Reading. Trước khi vào đọc bài thì cô sẽ giới thiệu một vài điều mới cho các bạn nhé. Ok. Từ mới đầu tiên cô muốn giới thiệu đây chính là, ok, các bạn sẽ đọc theo cô nhé. Direct. Direct. Đây là động từ, và từ động từ ta sẽ có danh từ director. Director. You know? Disaster. Disaster. Từ này có nghĩa là thảm họa hoặc là tai họa. The next one. You know? Voyage. Voyage. It means chuyến đi xa. Thường là những chuyến đi xa này người ta sẽ tính là bằng đường biển, đường máy bay, chuyến đi xa dài ngày đấy ạ. Okay, the next one. Do you know? Rất là nhiều bạn chắc nhìn cái hình ảnh này cũng thấy khá là đáng yêu đúng không ạ? Engage. Engage. It means đính hôn. Các bạn biết danh từ là gì không ạ? Engagement. Engagement. Okay. The next one. Incredible. Incredible. It means không thể nào tin được. Okay,
Na klar, redaktiviert ist. Direct. Director. Disaster. Voyage. Engage. Incredible. Incredible, have standing with unbelievable. Ok. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng chơi một chút trò chơi nhá. Ok. Là các bạn có thể nhìn quan sát kỹ màn hình cho cô nào. Đây là các từ mà cô vừa giới thiệu với các em. Còn đây là các bức tranh. Chúng mình sẽ thi xem ai nhanh nhất nhá. Có thể một số bạn nhìn phát là đã rối ngay rồi đấy. Nào, bức tranh số 5 sẽ nói về từ voyage. Picture choose is a director, right? Picture 1, engage. Picture 3, okay, of course, incredible. And the last one, disaster. Okay, react to this. Engage, director, incredible, disaster, and voyage. Okay, now we move to the first one. It's time for to read Nick's review of the film Titanic on his blog and then find underline his words in the passage. And you can guess what does that mean? Các em hãy đọc cái phần review của nhận xét của bạn Nick về bộ phim Titanic nhé trong cái phần blog của anh ấy dưới đây. Sau đó là mình sẽ tìm một cái tranh các từ để tìm ra nghĩa. Ok. Đây, một loạt các từ ở phía trên này. Các em hãy tham khảo. Bài đọc đây nhá. Đây là một số từ. Các bạn hãy đọc bài và hiểu nội dung bài đọc. Sau đó là mình sẽ nhìn vào những từ cô mang ở chân nhá. Để chúng ta cùng đoán được động từ có nghĩa là chìm hoặc là đắm. Còn sinking là sự chìm, sự đắm. Các bạn có nhớ từ sinh không? Và từ sinh đến trước là mình học danh từ là cái gì nhỉ? Là cái bồn rửa mặt đấy đúng không ạ? Ok. The next one, mercy. Mercy có nghĩa là rất là hấp dẫn và cần phải xem, cần xem đúng không ạ? Ok. The next one, special effects có nghĩa là hiệu ứng đặc biệt. Effect có nghĩa là hiệu ứng nhá. And okay, the last one, visual, it means hình ảnh. Okay, read out to me please. Sink, mercy, special effect, visual. That's two. We will read Nick's blog again and then answer the questions. Kem phần này Kem sẽ đọc lại cái phần blog của Nick lại một lần nữa nhé. Và sau đó là mình sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi sau. Question 1. What kind of film is Titanic? Who does Titanic star? The next one, what is Titanic about? What do you know about the main characters of Titanic? How is the ending of Titanic? And the last one, what do critics say about Titanic? The first question is, what kind of film is Titanic? Romantic film, it is a romantic film, đây là phim lãng mạn. The next one, who does Titanic star? Ai là các diễn viên ở trong bộ phim Titanic thì đây chính là. It stars
Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Number 3. What is Titanic about? Nội dung của bộ phim Titanic là gì? Okay, it is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. Đây chính là cái nói về cái sự chìm của cái con tàu này trong cái lần đầu tiên đã trong cái lần đầu dã ngoại. Chúng ta có thể dùng cái từ voyage này trong cái chuyến hành trình đầu tiên của nó. Chuyến hành trình này rất là dài. His first voyage, chuyến hành trình ngay từ lần đầu tiên đi đã bị đắm rồi. Number 4. What do you know about the main characters of Titanic? The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bucketer. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. Although they are from different social classes and Rose is already engaged, they fall in love. Cái nhân vật chính của cái bộ phim này các bạn biết đó chính là gì? Trong này có những cái nhân vật chính là Jack Dawson này và Rose DeWitt Buckley Buckleter. Thì cái anh chàng Jack này là anh chàng thủy thủ ấy, đã cứu cái nàng Jo này từ cái lúc mà cô này có tự sát trong cái chuyến hành trình này. Mặc dù là họ đến từ những cái tầng lớp khác nhau, cô này đến từ tầng lớp thượng lưu, còn chàng này là đến từ tầng lớp có thể gọi là hạ lưu, rất là nghèo. Nhưng mà Rose cuối cùng là vẫn và cái nàng Rose này, bản thân nàng này đã đính hôn với cả một người khác rồi, cuối cùng họ vẫn yêu nhau. Okay. And the next one, how is the ending of Titanic? Cái kết của bộ phim này như thế nào? Đây là một bộ phim có kết thúc buồn. The ending of Titanic is very sad. And the last one, what do critics say about Titanic? Mặc dù bộ phim này rất là buồn, đấy, nhưng mà những cái người mà nhà phê bình phim ấy, họ nói rằng đây là một bộ phim cần phải xem. Các bạn nhớ xem phim này, đây là một bộ phim giành rất là nhiều giải thưởng Oscar, rất là đáng xem nhé. Ok, chúng ta sẽ chuyển đến phần speaking nhé. Part 2, speaking. Part 3, look at the film poster below. Work in pairs, ok? And talk about the film you would or wouldn't like to see. Ok, ở phần này thì chúng ta không thể nào work in pairs được rồi. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhìn vào những cái poster phim ở đây nhé. Và sau đó là hãy nói về lý do mà bạn thích hay là không thích xem bộ phim dưới đây. Bộ phim thứ nhất là Pirates of Southeast Asia. Đây là bộ phim cướp biển ở phía bên đây, phía Đông Nam Á. Đây là một bộ phim thuộc thể loại, các bạn có nhớ cái từ này cô dạy không ạ? Documentary. Các bạn có nhớ không nào? Đây là bộ phim tài liệu đúng không? Okay. Đây các bạn có thể nhìn thông tin đấy ạ. Okay. Bộ phim thứ hai mình giới thiệu là Big Bang Down. Bộ phim này là của Bruce Willis. Nói chung bạn nào với bạn nam thì hầu như là rất là thích xem bộ phim này đúng không? Chúng ta có thể nghiên cứu qua nhé. Okay. Bộ phim tiếp theo là The Chainsaw Massacre at Halloween. Đây là bộ phim liên quan đến cái ngày gọi là ngày chết chóc Halloween ấy. Đây là bộ phim kinh dị. Okay. Xem khá là ghê rợn nè. Ok, một bộ phim khác muốn giới thiệu đây là The Planet of the Jellyfish. Đây là một bộ phim thuộc khoa học viễn tưởng. Vâng. Bạn nào thích nghiên cứu khoa học thì cũng về nhất là những người ngoài hành tinh ấy, có thể xem bộ phim này cũng khá là hay. Ok, sau khi xem xong thì chúng mình sẽ hỏi và trả lời những thông tin liên quan đến bộ phim này nhé. Thì chúng mình có thể luyện tập nói dựa vào những thông tin chúng ta đã được được học. Đây là ví dụ trên, đây là ví dụ cô giới thiệu một chút và một vài cái thông tin cô thích cái bộ phim liên quan đến
Planet of Jellyfish. Đấy, đây, tên, đây là tên của bộ phim. Thì tôi sẽ cô sử dụng mẫu câu hỏi và trả lời liên quan đến nội dung cái bộ phim này. Ok. Rồi. Thông tin phía trên cô chia sẻ các em đã là kết thúc của buổi học ngày hôm nay. Thì về nhà nhá, các em hãy học hết tất cả từ mới này. Sau đó là luyện, nhớ là phải đọc thật kỹ cái bài đọc đấy cho cô để biết được nội dung phim Titanic là như thế nào. Đấy, người ta đánh giá bộ phim đấy ra sao. Sau đó là đọc về những cái diễn viên sau khi diễn bộ phim đấy, trong cái bộ phim đấy họ nội dung của họ của cái bộ phim đấy như thế nào này. Sau đó là chúng mình sẽ làm lại cái hoạt động số 2. Và nhà các bạn sẽ làm tất cả những bài tập ở trong mục D speaking trong sách bài tập tiếng Anh 7 nhá, 114 ạ.